Đây là một trận phong Long Độ, nói chung là cơ bản là lúc đầu, thời điểm đầu game mình cũng đi rồi. Bây giờ thì mình đi lại và đi một số anh em trong team. Hiện tại team thì đi với 3 người thôi, còn bên kia nó đông đen. Hình như là nó 8 người luôn á, 9 người luôn, thấy nhiều thế. 5 6 7 8 9 10 11. Đông quá rồi, thế là bên kia hai team. Bên kia hai team. Bên kia hai team luôn ấy. Biết sao đây, thôi vô 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 quay 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 vô vô bạch tây vô bạch tây vô bạch tây vô bạch tây. Ủa sao bạch tây không được ta? Ô chết bà. Ôi địch. Ô xịt, lên đây không bật tay được. Không bật tay được, không đổi màu được. Mấy ông này là một gùi kinh quá. Ông bạn kiếm sao khác màu. Vải lúa khác màu vào. Không bóp sọc được các bạn, không đổi màu được. Không đổi màu, không bật tay được. Thành ra là vô KX lành mạnh thôi. Nếu mà khác màu thì là ốp sọt, cũng không khác màu như là KX lành mạnh thôi. Căng căng căng. Mình cũng đang đọc mà, cho nên là mình cố gắng mình lượm sọt thôi. Wow, đứng ở giữa này ngon này, Ngami đồ, Ngami bút rồi, Ngami bông sen rồi các loại. Team đầu tư dễ sợ. Trời ơi, ông bạn kiếm sao đang bị hiếp dâm. Ông đang bị hiếp. Khác màu đang bị hiếp. Anh em trong team đi mà bị khác màu chết bà rồi, chưa kịp đổi màu. Lúa. Giờ sao? Giờ đâu giúp được gì đâu. Ông này núp ở đây này nữa. Ông này núp ở đây này nữa. Chưa đánh được, ở đây chưa đánh được. Wow, máu lên 3.700 luôn, ngon. Bút đi bạn, bút đi. Bút đi tôi ké. Để coi ông sầu mình ông sẽ quế như thế nào ông này nữa. Đâu, nó mặc đồ xác này kìa. Vãi luôn á. Bạn kiếm sầu đâu rồi. Ôi trời, con lông mát cái skill bùa nữa. Trời ơi, con lông mát skill bùa nó bút đứng y chỗ luôn. Vãi lụa. Ôi cuộc đời. Ai, đúng là cuộc đời là những niềm đau. Ủa? Ai da. Hoàng Yến của mình anh em mà. Đây anh em ra một team này chơi bài bản không? À, sang bot kiểu này sao cãi ta? À, đúng rồi. Vì không bạch ti, thành ra là ông nào đam mạnh ông đó ăn thôi. Bây giờ đánh như thế này chứ đôi khi mình ăn là chuyện bình thường mà. Đúng không anh em? Đi đông vãi chưởng luôn ấy. Ừ, không đổi màu, không đổi màu. Không đổi màu, có màu vàng vô ấy. Đánh mấy con thủy tặc này không được chỉ trơn, kinh nghiệm ít lắm.
À, chờ đánh á, thủy tặc chờ đánh con bố thủy tặc thôi. Lên đây này bắt tay không được, vãi lúa. Mình quay, mình tưởng là bắt tay được. Thế là bố thủy tặc đây này là ông nào đam mạnh ông đó ăn thôi. Chứ còn đâu có phải là bạch ti gì đâu. Thú vị nha. Trước khi lên đổi màu. Trước khi lên đổi màu cùng màu vô. Cùng màu vô là đi thoải mái. Cái công bằng. Không có ảnh hưởng gì nhau. Ây da. Buồn. Ôi. Ô mà không để ý kìa. Ô vãi chứ không để ý kìa. Ô không để ý anh em. Đâu có để ý đâu. Ô không để ý cháy kìa. Vãi chưa. Ô đây. Để con Nam Độc cùi bắp giết mình kìa. Ô vãi. Ôi để con Nam Độc cùi bắp nó giết kìa. Đúng rồi, Nam Độc của nó. Đâu có để ý đâu, mình đứng y không để ý luôn ấy. Trời đất ơi, đúng là chủ quan thật sự luôn. Có mình con Nam Độc đó thôi. Mình là mình đâu để ý đâu, đâu để ý là nó đứng gần nó đồ sát đâu. Chứ còn con đó thì một chém là nó chết queo rồi. Vãi thật sự luôn á, không để ý luôn. Đang ngồi nói chuyện với anh em này, cái mình chat với lại trong team này không để ý ấy. À, thật sự đau đầu luôn á. Bữa chè quá bừa luôn, một trận phong long độ cháy cực kỳ vô duyên. À, đâu có để ý đâu anh em, để ý đó, đứng chơi đó thôi, đâu có để ý đâu, lo đang nói chuyện cháy vãi thúi luôn, bựa thật luôn ấy.